Chào cả nhà, hôm nay chúng ta đến ngay cái đoạn video thứ 17, đó là chúng ta quan tâm đến khía cạnh pháp lý. Ra khởi nghiệp thì rất là máu lửa, rất là khát khao, rất là đam mê. Tuy nhiên về pháp lý thì gần như là chúng ta là con số 0. Những con số 0 tròn trĩnh phần lớn là như vậy. Nên chúng ta cần phải tham khảo yếu tố pháp lý, càng phải nắm về yếu tố pháp lý, về luật, về thuế, về kế toán, về các loại hình doanh nghiệp. Và hôm nay mình dành một video để mình nói sơ về cái yếu tố pháp lý, tại sao nó quan trọng. Bước đầu tiên là bạn cần phải có một người để bạn tham khảo về luật, có một người. Người này bạn tìm được không? Chắc chắn là được. Tuy nhiên những người này họ phải là rành về luật kinh doanh, luật doanh nghiệp. Còn nếu mà họ nắm những luật khác, những người họ làm bên luật hình sự thì gần như là họ cũng sẽ không tư vấn cho chúng ta được cái này. Chúng ta hãy tìm những người họ nắm về lĩnh vực này. Và tại sao như vậy? Các bạn thấy là phần lớn, hơn 90% những bạn mình gặp đi ra làm kinh doanh thì trước đó là bạn ở bên nhóm làm công, nhóm làm thuê. Và bạn bên nhóm làm công làm thuê thì bạn phần lớn là bạn hiểu pháp lý của bên làm công, cái giai đoạn bạn đi làm công, bạn đang làm thuê. Bây giờ bạn ra, bạn làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp thì gần như những cái yêu cầu về luật pháp của một người làm chủ doanh nghiệp gần như là bạn là con số 0, bạn không biết, bạn không nắm được. Và đã yêu liên quan tới pháp lý thì các bạn thấy không? Đôi khi chúng ta phạm pháp mà chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta phạm luật mà chúng ta lại không nắm được. Là mình đang phạm luật, là điều này nó làm cho mình bị vướng vào pháp luật một cách rất là dở hơi. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu ra được rằng là mình có những loại pháp luật đã cho chúng ta những cái loại hình công ty nào, và những cái hợp đồng hợp pháp là được nó như thế nào, rồi thuế kế toán cái quy định là như thế nào. Rồi những cái quy định về bao bì, nhãn mác sản phẩm, quy định về sản xuất, quy định về bán hàng, quy định về lưu thông, giao hàng, logistics, quy định về trách nhiệm, pháp lý của những người làm kinh doanh. Các bạn thấy không? Hàng loạt những cái việc đó chúng ta gần như là chúng ta không có nắm được. Vậy thì cái cách duy nhất rất là đơn giản là các bạn cứ tham khảo những người họ am hiểu về lĩnh vực này. Đó là cái cách tốt nhất. Hãy tìm cho mình một người am hiểu, rất là am hiểu về lĩnh vực pháp lý để chúng ta tham khảo trước. Chúng ta nói hết lĩnh vực kinh doanh của chúng ta đây. Ví dụ như là lĩnh vực quán cà phê thì chúng ta cần những cái loại giấy phép gì? Lĩnh vực về về trà sữa thì chúng ta cần giấy phép gì? Mở quán phở thì chúng ta cần những loại giấy phép gì? Mở một cái công ty dược thì nó có những cái cách thức đi nó như thế nào, mở một cái công ty xây dựng thì nó như thế nào. Các bạn thấy chưa, chúng ta cần phải am hiểu về khía cạnh pháp lý. Tiếp theo nữa là mình nói tới cái vấn đề thứ hai, đó là chúng ta thuê một người hoặc là có một nơi đại diện cho chúng ta làm về thuế và kế toán. Đụng tới thuế thì gần như các bạn mới vào thì làm sao các bạn nắm được. Thì cái người này họ phải hiểu những cái loại thuế trong lĩnh vực của chúng ta, và đặc biệt rất là quan trọng là họ có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế. Còn chúng ta không có kinh nghiệm lên thì cơ quan thuế họ bắt chúng ta đi tới đi lui rất là nhiều, bởi vì bản thân họ họ cũng không rảnh thời gian để họ chỉ cho các bạn nữa. Họ một người cán bộ thuế họ họ phải quản lý rất là nhiều doanh nghiệp thuế nên họ cũng không có rảnh thời gian, và không khéo chúng ta sẽ bị phạt. Và cái này là bạn phải cần phải tìm hiểu, mình cũng đã từng bị rồi. Hồi kia thì mình tự đi làm thì mình mò mò mình cũng biết. Tuy nhiên sau này mà mình đi mướn những người không có kinh nghiệm, và sau này là ai là người lãnh hậu quả. Họ họ làm không có kinh nghiệm rồi họ cứ báo cáo cho xong rồi họ đi mất tiêu. Sau này mình bị đóng phạt thuế quá chừng hết. Rồi cái việc mà sổ sách kế toán nữa. Sổ sách kế toán chúng ta làm đã hợp lý chưa, chứ 3 năm 5 năm sau thuế họ xuống họ quyết toán chúng ta, lúc đó chúng ta lãnh một hậu quả vô cùng lớn. Các bạn thấy có những cái công ty họ bị phạt thuế không mà họ sạt nghiệp rồi, bởi vì dồn lại 3 năm 5 năm là nó kinh khủng.
À, chúng ta phải hiểu những cái pháp lý về thuế và kế toán các bạn ạ. Phải rất là am hiểu, đặc biệt ở đất nước của chúng ta, mọi thứ nó thuế má rồi đó, nó chưa rõ ràng, và ở mỗi tỉnh cũng như là mỗi cái chi cục thuế, thậm chí là mỗi quận mỗi huyện, cái cách nó diễn giải cũng khác nhau nữa. Nên là chúng ta cần phải am hiểu về lĩnh vực này, hoặc là nếu không am hiểu thì chúng ta đi tìm những người gì ạ? Họ có uy tín, cái quan trọng là những người có uy tín các bạn, và họ làm được, tính tình họ làm được, họ chịu trách nhiệm đi đến cùng, những người họ yêu nghề. Đừng có đi tìm những cái người mà họ làm thêm làm bớt. Nên là cái này các bạn cần phải đi hỏi những cái doanh họ những người họ đã có doanh nghiệp rồi, và họ đang thông qua những dịch vụ kế toán nào, hỏi họ để họ chỉ cho các bạn cái cách, giới thiệu cho ta những cái con người để chúng ta làm việc cho nó gọn. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải quan tâm cái pháp nhân của doanh nghiệp của mình. Khi các bạn đang kinh doanh, bạn bán cho khách hàng cá nhân, thì khách hàng cá nhân thì họ không yêu cầu xuất hóa đơn nhiều, họ họ không có đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ yêu cầu là chất lượng của bạn tuyệt vời, dịch vụ tuyệt vời và giá cả phải chăng là ok. Tuy nhiên về góc độ nhà nước là chúng ta phải hợp thức hóa, còn không chúng ta trở thành người phạm pháp. Vậy thì nếu mà một doanh nghiệp bạn nhỏ mới bắt đầu, bạn ra bạn làm thôi, cũng có thể là bạn chọn loại hình doanh nghiệp gì hộ kinh doanh cá thể cũng được, cũng có thể là bạn chọn loại hình đó cũng được, hay là tóm lại là bạn phải nghiên cứu cái loại hình doanh nghiệp nào mà giúp cho bạn thủ tục đơn giản, không có rườm rà, và thậm chí cái loại hình doanh nghiệp nào nó giúp cho chúng ta đóng thuế ít hơn, giảm những cái chi phí hơn. Tuy nhiên cũng tùy theo mục đích, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái sự thuận lợi mà chúng ta sẽ chọn những cái mô nào. Hoặc là có thể là bạn thành lập một cái công ty mà cái công ty đó nó chỉ có bạn hoặc là vợ bạn, có hai vợ chồng bạn thôi làm thôi, tại cái mục tiêu của bạn là vậy, bạn bạn không muốn lớn, bạn bạn không cần nó to bự, và một vài bạn nhân viên thôi, hai ba năm ba bạn nhân viên thôi, thì bạn có thể là thành lập một cái doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là như vậy là ổn rồi. Tuy nhiên có những bạn mục tiêu của họ là gì, họ muốn cái công ty nó càng ngày càng lớn mạnh, họ muốn nhiều đối tác, ok, nhiều đối tác vào làm kinh doanh nữa, họ muốn kêu gọi những người khác vào đổ vốn vào, thì cái này các bạn phải bắt buộc thành lập cái công ty cổ phần rồi, để chúng ta có thể liên kết được với nhiều người. Hoặc là các bạn có thể là ba bốn thành viên, và bạn làm việc với những thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong những cái gì của mình có đăng ký tại pháp luật, thì các bạn có thể thành lập cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Hoặc là bạn muốn những cái tổ chức khác nó kết hợp với mình, nó đầu tư vào mình, nó làm ăn cùng liên kết với nhau, thì chúng ta có thể là có cái công ty, là mô hình là công ty liên doanh. Nôm na cái đoạn video này mình nói với bạn ba cái yếu tố để các bạn gợi ý thôi, gợi ý cho những người mới ra làm kinh doanh thôi, chưa biết bắt đầu từ đâu. Thì thứ nhất, bạn phải tham khảo người có kinh nghiệm về luật. Thứ hai, bạn cần có cho mình một cái người chuyên tư vấn thuế và kế toán. Cái thứ ba là bạn cần học pháp hóa về pháp luật, về pháp nhân, về giấy quyền sở hữu trí tuệ, về những cái giấy độc quyền, về những cái cấu trúc về sản phẩm, về những cái yếu tố pháp lý về lĩnh vực của chúng ta kinh doanh, để chúng ta nắm nó rành hơn, để chúng ta không có bị phạm pháp bởi những việc mà nó do chúng ta không am hiểu. Và khi bạn nắm rõ vấn đề này á, thì nó làm cho bạn dễ dàng có khách hàng hơn, nó làm cho bạn kinh doanh nghiêm túc hơn, nó làm cho doanh nghiệp của bạn nó mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video thứ 17 này. Mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn những cái phần khác ở video thứ 18. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye các bạn.